Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì ông bà cô bác anh chị em ơi, trở lại khám phá những căn nhà hoang, khám phá những câu chuyện tâm linh, giúp đỡ những vong linh đối khác. Thì hôm nay Lâm trở lại cái căn nhà mà có cái mặc áo đỏ đã bị hiếp dâm hãm hiếp. Thì Lâm đã cầu siêu cho em nó về chùa rồi. Hôm nay Lâm trở lại, bữa trước quay kênh phụ thì Lâm thấy một cái giống như bà lão gì đó. Hôm nay quay trở lại thử coi coi phải bà lão không, tóc trắng hết trơn luôn. Thì Lâm trở lại thử coi coi có cái hiện tượng gì không, và dòng này phải dòng không, Lâm sẽ giúp đỡ nha. Bây giờ thì mời bà bác vào bên trong nha. Ôi, hình như xa xa mắt mình không, bà bác ơi. Kìa. Thấy không, bà bác? Dạ, con chào cô ạ. Cô cần gì con giúp không ạ? Mới thấy cô ở đây mà bà con. Cô ơi, cháu đến đây cháu ơi, giúp cô nha cô. Mà thời quát quát mình mà mất tiêu rồi. Ra phía sau thôi rồi. Không biết cô ở đâu đâu mà cô bác. Thôi, còn gì bài. Thì kiện mà cô bác. Chắc Lâm sẽ đặt cái máy xuống đây và lại giao tiếp với cô nha. Cô hay là chị không biết nữa. Lâm đi lại thôi.
ông bà cô bác ơi, Lâm mới hỏi cô, thì hỏi tại sao cô lại ở đây, nói cô là bị chết. Thì cô ở ngoài Chi Tôn ngoài á, thì hỏi tại sao mà cô chết rồi, thì gia đình tòa không thờ cô, sao mà cô lại lang thang ở đây. Cô nói thì không, cô nói không có đứa, không có đứa nào có hiếu chứ, vừa mãn tang giáp năm thì tụi nó lại bỏ tôi, không ai thờ, không ai cúng kiến gì cả, cho nên là tôi rất là đói, tôi lang thang từ đó vào đây. Hỏi cô là tại sao cô lại tóc trắng, cô nói là cô làm cái nghề cắt tóc, cướp tóc, nhuộm tóc đó mà cô bác. Thì hỏi tại sao cô lại mất, cô nói là do cô bị tim đó mà cô bác, cô có căn bệnh khó trị là cũng hiểm nghèo, bị tim, cho nên thì do cô tức tối và buồn phiền con cái, không có đứa nào nghe cô, đứa nào nấy thì không biết quan quậy phá, rồi một ngày đó cô tức vì người con trai của cô, cho nên cô mới ép tim và cô mất luôn. Thì sau mất vậy thì con cái cũng cúng thầy rồi cầu siêu này cái nọ, nhưng mà tới mãn tang thì cũng có kêu thầy tụng cầu siêu, nhưng mà cô nói không được siêu thoát được. Thì câu chuyện cũng rất là buồn, chắc là Lâm không có nói vòng vòng lắm, thời gian ông bà có bác quá, Lâm sẽ cúng cho cô được ấm no cái, rồi đầu sẽ giúp cô về chùa tu, hoặc là giúp cô được no ấm, hoặc là giúp cái những gì mà cô cần nha mà bác. Bây giờ thì Lâm sẽ mời ông bà bác theo dõi video, Lâm sẽ cúng nha. Mình tìm vị trí nào đặt máy nha. Lâm sẽ gắn cái cây này vô đây. Mình lao sơ sơ cái chỗ này cho nó sạch. Nghe câu chuyện của cô rất là thương tâm mà các bạn, không có nhiều dòng mình khổ quá, làm mấy đồ ta cúng nha. Nè mà lấy con quẹt để soạn đồ này, rồi không đâu các bác ơi, làm lấy con quẹt xong rồi Lâm sẽ ra đây nha. Hôm nay thì Lâm muốn đem đồ rất là nhiều cho cô, Lâm cũng bữa trước mà ngày thì Lâm đã quay ra, ông bà cô bác thấy hôm nay có đẹp trai không ạ. Hey, ngày nào cũng phê ông bà cô bác đẹp trai chán chết. Kệ đó, vậy đó cũng có ông bà cô cũng thương Lâm, cảm ơn bà con nhiều, cũng có người không thích. Có người không thích chứ không phải là đã thích không. Quần tụt quá, kéo rồi. Cái này ớm quá cả nhà ơi. Làm ớm rồi, bị tụt quần. Tình thủ cũng cô nè, làm xả uống vàng mã luôn nha. Nước. Cơm. Cậy luôn, nói chung là đầy đủ hết nhưng mà các bác không có thiếu gì, không có thiếu gì hết trơn. Nào lấy từ từ lấy ra đây, nghĩ cho cậy luôn, tạm để nó vào bên nha, dời cái máy gần gần chút xíu cho bà các bác thấy nha. Dời chỗ này niềm vui của Lâm là
giúp đỡ những các cô vong linh, những người vong linh đối khác nha mà các bác. Cảm thấy mình vui, có mà tới đâu cũng vui. Mình sẽ bày ra nha. Đầu tiên mình sẽ bỏ bánh ra đi ha. Đây, mình có đem bánh nè. Để cái vỏ này gần cái gì mình không quan trọng, mình bỏ vô cái vỏ này luôn. Cái vỏ này sao nó nghiêng nghiêng kìa. Nó nghiêng thì làm để nghiêng nha. Mình xem bánh ra nha. Bánh này là bánh đất mà ngon, ngon lắm. Lâu lâu mình uống nước trà cũng được, cúng vô linh đi, cúng cho vong linh thì hết sảy luôn. Ok, mặc áo cũng lỏng luôn rồi mà quá ớm á, nhơm luôn. Trái cây nè, ôi giời, cái bọc trái cây hết chờ đất, hết thầu nó bọc trái cây xé luôn nha. Hôm nay còn à, em cầu thiệt là nhiều trái cây luôn nha. Ủa cái dĩa này bự quá, dĩa này nhỏ quá, sao để hết ta. Chà, cái bầu là hơi bị khó rồi nha. Mình để mấy trái nào dễ dễ dưới đây đi, không phải trái nào bự bự mà để vui đó. Đó, thấy chưa? Đó, để gì đó. Bỏ đây, đó. Đây, đủ mà. Đó, nó bỏ bắt không? Đủ hết trơn à. Rồi, một dĩa luôn. Một dĩa luôn. Cơm. Có cơm nhưng mà đặc biệt là có cơm, lúc nào Lâm cũng có cơm chứ. Hộp cơm của Lâm rửa sạch sẽ rồi. Mình sẽ đổ thức ăn này ra. Cái này là thập cẩm nha, đồ chay nha mà các bác. Cũng như ông linh chúng ta không có mặn cũng chay thôi. Cái nước tương vô. Quẹt. Thắp hai nén hương. Rót nước vô. Nghe câu chuyện tội nghiệp cô á. Sao bây giờ con cái nó không có biết thương cha mẹ gì hết trơn. Ba mẹ không có của gì thì cũng phải mình thương, biết thương ba mẹ. Mình lo chút đỉnh chứ bỏ luôn đâu có được. Mình sẽ bánh trái ra giờ là gì luôn nè, bằng quạt này. Không làm gì là cho họ luôn nó. Rồi, một trái là được rồi. Rồi, làm sẽ dời cái cam xà. Rồi, làm cái thức cúng nha. Từ bữa gặp cô thì nay cũng khá là lâu rồi, Lâm mới chờ ở đây mà giao tiếp với cô. Thường là những dòng nào mà Lâm quay kênh ban ngày á thì ban đêm trả lời Lâm giúp họ nha. Có trễ thì ông bà cô bác thông cảm nha. Lâm cũng biết là họ chờ đợi Lâm lắm á, cho nên là Lâm sắp xếp, tại vì có rất là nhiều vong linh để mà Lâm khỏi đi giúp họ, chứ không phải là chỉ một vong linh đâu ông bà cô bác. Ông bà cô bác ai theo dõi kênh của Lâm thì ông bà cô bác biết rồi.
Làm tranh thủ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô các gia chủ cũng dung linh dung hồn này, đặc biệt là dung linh của cô này, hãy xuất hiện nhiều những bánh trái, con sẽ cúng cho cô được ấm no, và sau khi cúng rồi con sẽ giao tiếp và nhờ cô cầu cần con giúp gì nữa không ạ? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, và cái chư thần chư vị ở nơi đây rất mong hãy hỗ trợ thần lực cho cô này xuất hiện lại những bánh trái ạ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Rồi, em sẽ đốt vàng mã cái này rồi ra, lôi ra nhưng mà không á. Mà cũng soạn sẵn những cái này nó có sẵn rồi, mình chỉ việc là đốt thôi. Rồi Lâm thêm à, chắc là gửi cô thêm cái áo. Rồi cô thêm cái áo nha mà thôi. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xin các cái chư thần ở nơi đây xin phán quan ngư đồ mất biển, hay là những cái hàng mã này để mà cho cái cô gái này lên đây được dùng những bánh trái được ấm no. Sai chút xíu. Mình làm cho nó cháy hết rồi mà. Cháy hết mình mới lui ra. Thì Lâm cũng như làm rồi nói thêm cho ông bà con bác nghe. Nghe cô nói tội nghiệp quá, mất thì chưa được siêu thoát, mà con cái thì giờ không ai cúng ở nhà ăn, đói quá đi lang thang. Giờ cô tội nghiệp cô, do bị tim nữa mà cô bác, cô uống nhiều bệnh tim. Cô rất là ốm luôn, cô thấy cô tội nghiệp lắm, thấy cái lời nói của cô rất là chững chạc, và cô một con người mặc dù là cô nhuộm tóc trắng, cô nói nhuộm nó râm bạc bạc, tôi nhuộm cho nó trắng luôn, nghe nó thương thôi. Lâm sẽ lui ra nhưng mà cô bác cho cô dùng được ấm no những cái thứ này nha, đi ra.
Dạ rồi đó ông bà cô bác ơi, chắc là cô đã đói rồi, nãy cô nói rất là đói thì Lâm cũng đã cúng cô xong rồi, chắc cô đã ra dùng rồi đó. Lâm sẽ làm cái nhang này, Lâm sẽ lấy một cái trái này để này nha, Lâm sẽ gom vào cái này nha, giờ mà mình đi đi tìm cô, mình giải tiếp với cô rồi. Cô có cần của mình giúp cái gì nữa không nha mọi người? Rồi mà cái này vô cho nó gọn. Bây giờ cô có cần mình nha giúp cái gì được không? Chắc cô được ấm no, cô cũng mừng. Thì hôm bữa làm một cái gì phải làm để nha. Đó, Lâm quên đem theo cái dĩa nhỏ, cho nên ông bà có bác thông cảm là Lâm sẽ để cái dĩa này luôn, Lâm sẽ để cơm bên đây. Nhiều khi cô là đói thì cô lại khó mà dùng tiếp, nhưng mà các bác bỏ hút cơm vô và Lâm sẽ đi tìm cô giao tiếp với cô, hỏi cô coi có cần mình giúp cái gì nữa không nha. Để ngoài này luôn. Ê, trời trời, nha. Này, này làm cái vụ cái này cái làm sữa là sao nha. Làm cũng sẽ để cái trái này vị trí này. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm sẽ lia cái máy tìm cô và giao tiếp với cô, cô cần gì nữa không nha. Đi nha, mời cô bác ra đây đây. Lâm mang cái tụng vô ta, giỏi. Đi thôi nha. Không biết cô ở đâu ta. Mình thấy cô luôn được. Mình đặt cái máy luôn nha, mình giao tiếp với cô luôn.
Thì ông bà cô bác ơi, Lâm mới giao tiếp với cô. Cô nói thì cô cảm ơn con rất là nhiều. Cô cúng nhiều quá, cô ăn rất là no. Thì Lâm cũng nói là dạ, con đến đây con giúp đỡ cô mà. Cô nói con cảm ơn rất là nhiều. Thì những cái phần mà lúc nãy Lâm để đó, cô nói cô là cô dùng cũng chưa hết. Cô nói có thể là cô được dùng ngày mai nữa đó. Thì cô nói có thể là con cô nhờ con giúp cô được cái áo mới được không? Để mà có áo mới mai mốt cô về chùa tu. Lâm chưa nhắc cái vấn đề về chùa, nhưng mà làm sao mà cái cô dòng này cảm nhận được là Lâm giúp những cái dòng linh về chùa ta? Chắc có lẽ là cô hiểu được, cô có một cái năng lực, cái linh lực, cô hiểu được là cảm nhận được Lâm đi đến đây giúp cô. Nên là cô hiểu được là Lâm chưa có nói là cô có về chùa hay chưa, tại sao cô lại biết giỏi. Thì như vậy thì Lâm cũng sẽ cố gắng giúp cô được ấm no và giúp cô về chùa tu, được siêu thoát, được đầu thai trở thành người như ông bà cô bác. Thì chắc có lẽ video của Lâm sẽ kết thúc tại đây. Hẹn ông bà cô bác những video tiếp theo. Lâm sẽ cố gắng giúp nhiều dòng linh hơn. Rất mong ông bà cô bác ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì chào ông bà cô bác.